Vlog, thân chào đến các bạn đang lắng nghe. Hôm nay, tôi trích dẫn bài viết này với chủ đề Các hãng hàng không tốt nhất thế giới vào năm 2023, theo thống kê từ Sơ Tôi đã sống ở Na Uy hơn 40 năm, lần cuối cùng tôi đến Việt Nam và thượng du 3 tuần tại Việt Nam. Trong 3 tuần đó, tôi trải nghiệm từ miền Bắc ra đến miền Trung, rồi vào trong miền Nam, và cuối cùng tôi ở lại Phú Quốc 5 ngày trước khi bay qua Thái Lan. Mỗi đất nước có một vẻ đẹp khác nhau, bởi phong cảnh hữu tình luôn đi đôi với khí hậu, văn hóa và ẩm thực. Chính vì sự hài hòa đó mà nó cho ta cái nhìn sâu sắc hơn về từng địa hình, từng vẻ đẹp khác nhau của từng quốc gia. Thật khó tin nhưng năm 2024 đang đến rất nhanh, vì vậy tôi cố gắng giữ vững mọi quyết tâm của năm mới, bất kể nhiệm vụ đó có khó khăn đến đâu và vào bất kỳ thời điểm nào nhưng đôi khi chúng ta may mắn tìm được những sản phẩm và công nghệ trợ giúp chúng ta thực hiện những việc như tập thể dục nhiều hơn uống nhiều nước hơn và trở nên ngăn nắp hơn năm mới này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều tôi làm tiếp viên ở hotel nghĩa là tôi luôn theo dõi tìm hiểu về các bộ phận du lịch và dịch vụ những nơi có thể cấp hộ chiếu cũng như các chi phí khi thưởng thức tại nhà hàng hay giá vé khách sạn vé máy bay và các hãng hàng không được đánh giá tốt vào năm 2023. Khi nói đến thế giới da mềm, giang rộng đôi chân của giới thượng lưu hàng không hàng đầu, Singapore Airlines đã luôn bay cao trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, lần thứ năm trong lịch sử 23 năm của giải thưởng, hãng được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất trong giải thưởng hàng không thế giới, Circuit Track 2023 danh giá. Thông báo này được đưa ra tại buổi dạ tiệc vào ngày 20 tháng 6 tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ, tại triển lãm Hàng không Paris, chỉ vài tuần sau khi hãng hàng không mang cờ Singapore được cơ quan xếp hạng sản phẩm và an toàn hàng không vinh danh trên thế giới. Edward Perlai, giám đốc điều hành của Circuit track cho biết, hãng hàng không Singapore đã đạt được kết quả xuất sắc trong nhiều hạng mục giải thưởng, trong đó, nổi bật là việc khoang hạng nhất của họ được công nhận là hạng nhất tốt nhất thế giới. Để thu thập kết quả năm nay, công ty tư vấn hàng không, có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã tiến hành khảo sát khách hàng tự tài trợ độc lập trên hơn 325 hãng hàng không trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Go Chun Phong, giám đốc điều hành của Singapore Airlines, cho biết. 9 tháng này là nhờ vào sự làm việc không mệt mỏi của đội ngũ chúng tôi, những người đã hy sinh rất nhiều để đảm bảo rằng SIA đã sẵn sàng cho sự phục hồi của ngành du lịch hàng không. Điều đó đã cho phép chúng tôi trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn sau đại dịch. Ông Go Chun Phong, giám đốc điều hành của Singapore Airlines, đã thay mặt hãng hàng không này, nhận giải thưởng Hãng hàng không tốt nhất thế giới tại Paris vào ngày 20 tháng 6 năm 2023. Ông Go Chun Phong nói, Giải thưởng này là minh chứng cho tinh thần bất khuất của nhân dân chúng tôi những người đã làm việc không mệt mỏi và tạo ra nhiều thành công, hy sinh để đảm bảo rằng xe đã sẵn sàng cho sự phục hồi của ngành du lịch hàng không. Điều đó đã cho phép chúng tôi vươn lên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn sau đại dịch với tư cách là một hãng hàng không quốc tế hàng đầu. Chúng tôi rất biết ơn khách hàng vì lòng trung thành và tình cảm lâu dài của họ dành cho Singapore Airlines. Trong thời kỳ đại dịch, sự ủng hộ, động viên của họ đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh và sự quyết tâm để vượt qua những thử thách chưa từng có. Ngày nay, khi chúng ta phục hồi sau đại dịch, chúng tôi cam kết chắc chắn đổi mới và đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ dẫn đầu ngành, đồng thời đảm bảo rằng SIA tiếp tục mang đến cho khách hàng trải nghiệm du lịch đẳng cấp trên thế giới. Tốt nhất trong lớp Cathay Airways hãng hàng không bảy lần đoạt giải, hãng hàng không của năm đứng thứ hai trong năm nay. Tiếp theo là Anaon Nippon Airways của Nhật Bản ở vị trí thứ ba, Emirates thứ tư và Japan Airlines ở vị trí thứ năm. Hãng hàng không quốc gia Qatar đã dẫn đầu ở hạng thương gia với các chiến thắng ở hạng thương gia tốt nhất thế giới, ghế hạng thương gia tốt nhất thế giới, phòng chờ hạng thương gia tốt nhất thế giới, phòng chờ An Muzan tại sân bay quốc tế Hamad, bữa ăn tại phòng chờ hạng thương gia tốt nhất thế giới và hãng hàng không tốt nhất ở Trung Đông. Anna đã vinh dự nhận được giải thưởng về tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất hãng được vinh danh là hãng hàng không sạch nhất thế giới, 3 năm liên tiếp, đồng thời giành được giải thưởng dịch vụ sân bay tốt nhất thế giới. Kuwait Airways, hãng vừa triển khai dịch vụ tài xế miễn phí cho hành khách hạng nhất và hạng thương gia, được vinh danh là hãng hàng không cải tiến nhất thế giới, trong khi Air Asia được vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới. Không có gì ngạc nhiên ở đó, vì nó đã giành được giải thưởng này hàng năm. Kể từ năm 2010, Scott là hãng hàng không giá rẻ đường dài tốt nhất thế giới và Volote đã giành chiến thắng ở hạng mục hãng hàng không giá rẻ tốt nhất có tính cạnh tranh cao ở châu Âu. Air Canada đã chiến thắng trong hạng mục hãng hàng không thân thiện với gia đình nhất thế giới mới, bao gồm những nội dung như chính sách chỗ ngồi cho gia đình, ưu tiên lên máy bay và các tiện nghi dành cho trẻ em. Đội ngũ tiếp viên của Garuda Indonesia được bình chọn là xuất sắc nhất thế giới cathay pacific giành giải giải trí trên chuyến bay tốt nhất thế giới và bangkok airways một lần nữa là hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới delta airlines được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất ở bắc mỹ với dịch vụ nhân viên hàng không tốt nhất trong khu vực trong khi sun country airlines được vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất ở bắc mỹ lần đầu tiên alaska airlines là hãng hàng không khu vực tốt nhất bắc mỹ các hãng hàng không hàng đầu thế giới năm 2023, theo circuit chart. 1. Hãng hàng không Singapore 2. Hãng hàng không Qatar 3. Hãng hàng không Anaon Nippon 4. Emirates 5. Hãng hàng không Nhật Bản 6. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ 7. Hãng hàng không Pháp 8. Cathay Pacific 9. Hãng hàng không EVA 10. Hãng hàng không Hàn Quốc hãng hàng không singapore thành công của singapore airlines có được là nhờ sự cống hiến hết mình cho dịch vụ khách hàng thực đơn trên chuyến bay ở tất cả các hạng dịch vụ cung cấp các bữa ăn ngon do đội ngũ đầu bếp nổi tiếng quốc tế chế biến và tất cả khách hàng có thể tận hưởng hệ thống giải trí trên chuyến bay hiện đại của hãng cung cấp nhiều lựa chọn phim nhạc và trò chơi cùng với hãng vận chuyển giá rẻ sơ cóc singapore airlines vận hành một đội bay gồm hơn 180 máy bay với mạng lưới hành khách kết hợp trải dài hơn 110 điểm đến. Hãng hàng không Qatar. Qatar Airways là hãng hàng không quốc gia của bang Qatar. Có trụ sở tại Doha, sản phẩm trên máy bay tạo xu hướng của hãng hàng không tập trung vào tiện nghi, ẩm thực cao cấp, giải trí âm thanh và video trên chuyến bay mới nhất. Dịch vụ từng đoạt giải thưởng và đội máy bay hiện đại có tuổi đời trung bình khoảng 5 năm. Qatar Airways phục vụ hơn 150 điểm đến, kinh doanh và giải trí quan trọng trên toàn thế giới với đội bay hơn 200 máy bay. Hãng bay đến Úc, châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. ANA All Nippon Airways. ANA được thành lập vào năm 1952 với hai máy bay trực thăng và đã trở thành hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là một trong những hãng hàng không quan trọng nhất ở châu Á khai thác 82 đường bay quốc tế và 118 đường bay nội địa. ANA cung cấp mô hình trung chuyển kép độc đáo, cho phép hành khách đi đến Tokyo và nối chuyến qua hai sân bay ở thủ đô Tokyo, Narita, Henda và nhiều điểm đến khác nhau trên khắp Nhật Bản, đồng thời cũng cung cấp các chuyến, nối chuyến trong ngày giữa nhiều thành phố, Bắc Mỹ, châu Á và Trung Quốc. ANA là thành viên của Serta Alliance, từ năm 1999. Emirates, Emizit, với kết nối thế giới và thông qua trung tâm toàn cầu của chúng tôi ở Dubai. Chúng tôi vận hành những chiếc máy bay hiện đại, hiệu quả và thoải mái, đồng thời lực lượng lao động đa dạng về văn hóa của chúng tôi, cung cấp các dịch vụ từng đoạt giải thưởng cho khách hàng trên khắp 6 châu lục mỗi ngày. Đội bay hiện tại của Emizit bao gồm 262 máy bay, hãng phục vụ 152 điểm đến. Năm 2020, Emirates là hãng hàng không quốc tế lớn nhất khi ngành này phục hồi sau đại dịch COVID-19, vận chuyển 15,8 triệu hành khách vào năm 2020. Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines được thành lập vào năm 1951 và có đội bay hiện đại gồm hơn 230 máy bay. Đây là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới và gia nhập liên minh OneWorld vào năm 2007. Với bốn trung tâm lớn ở Tokyo, Osaka, Nagoya và Okinawa. Japan Airlines phục vụ 95 điểm đến trên 20 vùng lãnh thổ. Là một hãng hàng không có bề dày lịch sử và danh tiếng trong việc khẳng định bản chất của lòng hiếu khách truyền thống Nhật Bản. JAL cam kết mang đến cho hành khách mức độ an toàn chuyến bay cao nhất và chất lượng cao nhất trong mọi khía cạnh dịch vụ của mình. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 1933 với đội bay khiêm tốn hãng hàng không Turkish Airlines, thành viên Star Alliance, là hãng hàng không bay đến hơn 300 điểm đến trên thế giới, với đội bay gồm hơn 300 máy bay, hành khách và hàng hóa. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tự hào mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ đi khắp thế giới, mở ra cánh cửa bước vào thế giới rộng lớn hơn cho hành khách của mình. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, chúng tôi bay đến nhiều quốc gia hơn bất kỳ hãng hàng không nào khác trên thế giới. Hãng hàng không Pháp Air France biến chuyến bay thành một khoảnh khắc thực sự thú vị trong mọi hoạt động hàng ngày của mình. Air France khai thác 1.500 chuyến bay hàng ngày tại Pháp, châu Âu và trên toàn thế giới. Từ năm 2004, Air France và KLM đã thành lập một trong những tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực vận tải hàng không. Từ các trung tâm trung tâm của họ tại Paris Charles de Gaulle và Amsterdam Schiphol, tập đoàn Air France KLM cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào mạng lưới, bao gồm 312 điểm đến tại 116 quốc gia. Cathay Pacific Airways. Tập đoàn Cathay Pacific có trụ sở tại Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ chở khách và hàng hóa theo lịch trình tới hơn 200 điểm đến ở châu Á, Bắc Mỹ, Úc, châu Âu và châu Phi. Sử dụng đội bay gần 200 máy bay, Cathay Pacific là thành viên sáng lập của Liên minh toàn cầu Oneworld. EVA, Air. Eva e được thành lập vào năm 1989 và là thành viên của Serta Allian. EVA phục vụ một mạng lưới toàn cầu, kết nối châu Á và Trung Quốc đại lục với châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương, đồng thời liên kết hơn 60 điểm đến kinh doanh và du lịch lớn. EVA hoạt động từ trung tâm của họ tại sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Loan. Hàng không Hàn Quốc, Korean Air thành viên sáng lập của Sikitem, là hãng hàng không quốc tế hàng đầu, có trụ sở tại Seoul, với trung tâm hoạt động chính, đặt tại sân bay quốc tế Incheon, ICN. Korean Air, hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng hàng không, bao gồm bán hành khách, hàng hóa, hàng không vũ trụ, phục vụ ăn uống và bán hàng trên chuyến bay. Với tầm nhìn trở thành hãng dẫn đầu, được kính trọng trong cộng đồng hàng không thế giới, Korean Air luôn nỗ lực mang đến những chuyến bay xuất sắc. Korean Air, phục vụ 125 điểm đến trên 44 quốc gia, với đội bay gồm 169 máy bay. Đối với tôi, vì tôi sống ở châu Âu, nên tôi chọn Air France là hãng hàng không tốt nhất cho mình. Lần trước tôi đến Thái Lan, qua hãng hàng không Air France, KLM, với hãng thương gia. Tôi rất hài lòng với hãng hàng không này. Khi bố tôi còn sống, bố mẹ của tôi luôn chọn hãng hàng không Air France. Rất vui, vì bạn đã nghe đoạn trích về chủ đề Các hãng hàng không tốt nhất thế giới cho năm 2023, theo sơ Kit Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn lựa chọn được một trong những hãng hàng không phù hợp cho chuyến du lịch ngoại mục. Phần đọc dừng tại đây, hy vọng các bạn sẽ đón nghe những chủ đề tiếp theo. Thân thiện chào đón! Vlog của ông cơ -đô này.